À, Cương chào khách hàng ở Đông Anh Hà Nội. Khách có đặt ủng hộ Cương cục sao cạc K300 và micro BM900. Thì khách chỉ mua có hai cái món này thì cái giá cũng tầm 1 triệu đổ lại rồi. Và khách mua trọn bộ thì cái giá nó sẽ khác hơn, vì trên mạng họ đăng chung. Còn Cương thì nói thẳng với khách mic là bao nhiêu tiền, cục sao cạc là bao nhiêu tiền và trọn bộ là bao nhiêu tiền. Nếu mà khách mua trọn bộ thì tầm 1.250.000 nhé, là bao gồm có cả tai kiểm âm, chăn kẹp mic, chăn kẹp điện thoại, nhiều thứ lắm. Nói chung là trang trí như là phòng thu. Còn khách nói khách về, khách hát chỉ cầm tay thôi và mua cái mic thôi. Khách có tai nghe, khách có chăn kẹp rồi, nên cái giá cũng tầm 1 triệu thôi chứ không có cao nha. Giờ Cương test luôn. Kiểm tra K300 Miro BM900 cho khách Đông Anh Hà Nội. Ca khúc Hồi Tưởng, sáng tác Dạ Ly Vũ, karaoke Tình Trần. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn cành. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anh. Nghĩ gì là xa cách, thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi theo còn đâu nữa. Mỗi xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn muộn bông với tròn niềm ướt bông, biển điện muộn bông đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nay đi hai người hãy lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngầu, lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cùng hoa sầu. Một lần nữa Cương cảm ơn khách hàng ở Đông Anh Hà Nội rất nhiều nha. Khách về chỉ mở nguồn lên và cài đặt Bluetooth, cái tên thiết bị của nó là K300 nha. Còn khách mà có không cần Bluetooth thì Cương cũng có cộng dây kèm theo dây lấy nhạc rồi, Cương cũng đã hướng dẫn trước rồi ha. Còn thích lấy nhạc Bluetooth thì khỏi xài cộng dây này dư ra nha. Còn khi nào mà xài nhạc dây thì găm vào cái lỗ Cương chỉ rồi ha, và đầu còn lại găm vào điện thoại ha. Như vậy là xong, Cương chỉnh sẵn hết rồi, chỉ mở nguồn lên ha là hát nha. Rồi một lần nữa cảm ơn khách hàng ở Đông Anh Hà Nội rất nhiều. Cường tăng vang sẵn luôn nha, khoảng 80 nha. Cảm ơn khách.